Nam. Thưa quý vị, bên cạnh Thanh Bạch đó là võ sư Lý Bằng. Hey hop. Anh Lý Bằng thân mến, có thể nói là mỗi một lần mà xuất hiện tham gia tiết mục anh chuẩn bị rất công phu. Tiết mục lần này trong vòng bán kết thứ tư này anh đã chuẩn bị thời gian là bao lâu để có thể trình diễn ngày hôm nay mà anh cho là như ý nhất? Dạ Lý Bằng xin chào quý vị khán giả yêu thích chương trình Got Talent. Lý Bằng tập rất là nhiều năm nhưng mà chỉ diễn thời gian rất là ngắn. Thời gian Lý Bằng dàn dựng và đạo diễn tiết mục trong vòng từ lúc sơ lội tới giờ khoảng 2 tháng. Thì mong diễn tối đêm nay sẽ diễn thật là tốt. Mời quý vị khán giả ủng hộ. Lý Bằng xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ nghe võ sư Lý Bằng tâm sự quý vị nha. Rất là vui, giống như một cái gì đó mà tạo cho khán giả những cái hứng thú riêng về khi mà nhìn mình diễn. Cái đó mình phải đặc sắc thì khán giả mới vỗ tay, thì mình cảm thấy mình rất là tự hào. Và chính cái nguy hiểm đó mình cũng thể hiện được cái khả năng của mình. Và trong lúc nguy hiểm đó mình nhìn thấy được con người của mình. Sắp tới thì bằng sẽ diễn 3 tiết mục mới và nói chung là không đụng hàng ai hết. Thì tự mình nghĩ ra rồi mình tập bao nhiêu năm rồi. Thì bây giờ mình mới đem lên sân khấu trong cái bán kết 4 này. Những tiết mục đó thì sắp tới là mong là được diễn cho nó tốt. Trình diễn dự thi của nhóm Lý Bằng. Cái cậu bé này sao thấy quen quen vậy? Đây là ai ạ? Đây là bé Lý Vệ, là con của Lý Bằng. Con trai của võ sư Lý Bằng. Thưa quý vị, năm nay mấy tuổi rồi? Lý Vệ nay 8 tuổi. 8 tuổi rồi, wow. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời nhận xét của ban giám khảo về tiết mục khá là hấp dẫn từ khi sự xuất hiện lúc ban đầu cho đến kết thúc tiết mục đầy kịch tính và cao trào. Nghệ sĩ Thành Lộc như thế nào? Tôi đồng ý với ý kiến của MC Thanh Bạch là tiết mục hấp dẫn từ đầu cho đến cuối. Phải nói là nhóm của các bạn là nhóm
Kung Fu mà tôi trông đợi nhất trong mùa Việt Nam Got Talent năm nay. Tôi rất nóng nức muốn xem cho các bạn, bởi vì ngay từ cái vòng trước là tôi đã thấy hay rồi. Cái phần trình diễn này của các bạn tôi thấy nó hoàn hảo từ hình thức cho đến nội dung. Từng cái vật trang trí một, từng cái đạo cụ, trang phục, tất cả các diễn viên phụ đều trở thành một phần biểu diễn rất là hoàn hảo, chuyên nghiệp, công phu và xuất sắc. Tôi rất thích tiết mục của các bạn. Xin được chúc mừng giám khảo Thúy Hạnh ạ. Tôi thấy phần thi của nhóm anh Lý Bằng, đầu tiên nhất có lời khen đó là có một sự đầu tư rõ ràng, rất đầu tư về tất cả, về kỹ thuật cũng như là về hình thức của tất cả mọi người, và mang tính giải trí rất cao. Chính vì vậy nên khi mà mang tính giải trí cao như vậy thì làm cho khán giả họ thật sự được chiêm ngưỡng, thật sự là được xem. Không đơn thuần chỉ là nỗi sợ hãi mà còn là cái sự hứng thú, cái sự mà rất là thích thú khi mà xem phần trình diễn của anh. Nên là đối với tôi thì đây cũng là một phần trình diễn mà tôi thích. Chúc mừng anh. Một điều mà giám khảo Thúy Hạnh không nói ra là nhóm trình diễn độc lập và không phải mời giám khảo nào cả. Xin mời giám khảo Huy Tuấn ạ. Tôi chỉ ngắn gọn thôi, tôi nghĩ rằng đây là một tiết mục giải trí hoàn hảo. Tôi xin bổ sung thêm một ý nữa thôi. Phần chọn âm nhạc của các bạn rất là hay. Hay lắm, nhạc hay lắm. Thưa quý vị, thì quả là một điều hiếm hoi khi sự nhất trí cao độ của ban giám khảo như vậy. Điều này cũng sẽ lan truyền mạnh mẽ đến quý vị. Quý vị cũng sẽ tự quyết định, nhưng tôi nghĩ rằng sự quyết định của quý vị sẽ là đúng đắn nhất. Và hãy cầm máy điện thoại lên, bấm số 7 để gửi về tổng đài 6389, ủng hộ cho nhóm Lý Bằng. Anh ơi, cái đầu anh là ổn đề phong, ở trên bên người cũng ổn hết rồi, vậy là yên tâm rồi. Xin mời quý vị cùng theo dõi trở lại 7 tiết mục của chương trình bán kết 4 ngày hôm nay. Mong cho đôi mình hạnh phúc bên em, anh không xa rời. Một tình yêu với ngàn nụ hôn ta mãi thuộc về nhau. Giờ mưa bên em mưa màng, đâu biết rằng anh muốn nói. Giờ mưa bên anh mang lời yêu thương dịu êm. I would change, cause you're amazing.